đời sống mịch thứ là ai, làm gì và ở đâu? Ở vùng mịch thứ, thời điểm cuối tháng 5 thì cua hiện diện khắp mọi nơi. Không khó để bắt gặp hình ảnh thương lái từ Cà Mau, Bạc Liêu và các huyện lân cận ngồi trong những chiếc chòi lá dựng tạm dọc trên trục lộ đường Xuyên Á chạy dài từ xã Thuận Hòa về đến tận Cán Gáo, xã Đông Hưng Bê. Nếu nói nhà nhà ở miệt thứ đều có cua thì cũng không ngoa, bởi ở miệt thứ nhiều mô hình tôm cua tại các hợp tác xã trên địa bàn huyện An Bình đã và đang mang lại nhiều hiệu quả và được phát triển ngày một lớn mạnh. Và hôm nay, miệt thứ thứ 11 sẽ đi mua cua. Chúng ta sẽ không ra chợ, không đến các vựa thu mua cua, mà chúng ta đến ngay tại nhà bà con miệt thứ, là nhà anh Khá và chị Oanh ở ấp Mười Huỳnh, xã Đông Hưng. Hello, hello. Hello. Hả? Trời ơi, nó nhiều không? Này là cá gì? Phi hả? Ủa có rắn nữa kìa. Phải rắn không? Ăn trùng. Ghê quá vậy. Đây, YouTuber miệt thứ. Kênh là gì? Tình hình là thiệt là đau lòng. 6 giờ 7 giờ là tôi phải làm nghĩa vụ gia đình, là tôi dọn hàng, làm sao tôi quay được. Nên là tôi đã hẹn cô 9 giờ mà cuối cùng là vô trễ bắt hết trơn rồi bà con. Ai mua em bán nha. Bán không? Bán không? Bán chứ đúng không? Ủa nhưng mà nó nghe nè. Đâu phân loại sao con gái? Con gái? Hả? Con có biết không? Con phải học đi chứ, rồi sau này con bán cua. Hả? Con không biết gì trơn hả? Thiệt không? Thiệt không? Mẹ bảo nhưng mà con có phân loại được cua không? Không biết luôn hả? Bây giờ thầy với mẹ chị con nè. Vô đại học phân loại cua con gái. Này là thịt lớn nè. Thịt lớn là sao? Cua đực. Bự. Cua đực bự gọi là thịt lớn. Rồi sao nữa? Y lớn hả? Y lớn y nhỏ. Còn con này là gì? Thịt nhỏ là y nhỏ nhưng mà nó đực cái. Đực luôn à. Bây giờ tôi bây giờ tôi mới biết là có con cua đực, con cua cái đó. Yếm vuông là sao? Yếm vuông là sao? Rồi thì nó gọi là gì? Yếm vuông, còn con này là con đực. Cái này con đực, còn này đâu con đực, con cái phân biệt sao đâu, không biết luôn á. Con đực, rồi con đực thì sao? Thì sao phân biệt sao? Cái yếm nó dài, còn con cái đây con là cái đực thì nó, con cái thì nó tròn à, con cái thì nó tròn hơn à. Đây con cái nó tròn hơn, chính xác. Anh nghĩ chắc mọi người ăn nhiều cua nhưng mà cũng chưa chắc là phân biệt được với cái luôn á. Đây mọi người thấy không, con này là con đực, con này là con cái. Ủa rồi cái loại này là 1 ký bao nhiêu? Bây giờ mình bán 1 ký nhiêu? 170-200 ngàn. Còn bên này? Bên này nè, này nè. Cái này là 170-200 ngàn. Cái này giống nhau. Nhưng mà nó nghe bây giờ cái này nó khác. Cái này ăn nó khác chứ cái này như thế nào? Nó giống nhau. Thịt đó, về thịt đó. Thịt cũng tương tự ha, hai cái thùng này là cùng loại. Nhưng mà sao bỏ hai bên khác nhau? Nó bỏ ra. Ủa tức là do mình bỏ hai bên khác nhau đúng không? Ừ. Trời ơi, nhưng mà tôi tưởng nó là bên này nó khác rồi, bên này nó khác nên là bỏ nó hai cái nơi khác nhau. Là cái này à, cái này bự nhỏ khác nhau, bự nhỏ thôi. Còn cái này là 1 ký bao nhiêu? 350, 400 ngàn là mình bán lẻ đúng không? Mình bán trực tiếp cho người ta ăn đúng không? Còn nếu mà bán cho dừa thì đâu có được cái giá đó. À, dừa mua là 350 và bây giờ nếu mình bán ra cho người dân ăn thì cũng là 350. 350 đến 370 tùy theo gì? Tùy theo giá thị trường, miễn nó lên thì em lên, mà nó sụt thì em sụt. Giá thị trường là sau 9 giờ là bây giờ kiểm tra giá được rồi đó. Trước 9 giờ thì bằng giá ngày hôm sau, ngày hôm trước. Nhưng mà sau 9 giờ là giá ngày hôm sau. À cái này là có lái gọi cho mình.
họ mua bao nhiêu ký? À, tức là nó mình đặt lợp và mình cứ thu hoạch rồi họ đến họ lấy. Hôm trước là có mấy bạn ở Cà Mau liên lạc với miệt thứ 11 là tìm cua mà mua, mà miệt thứ 11 lúc đó chỉ mới có 1 tháng tuổi thôi nè, vẫn chưa có thông tin gì hết. Làm sao biết con nào có gạch, con nào không có gạch? Cô gạch là bây giờ hiện tại là không có, chỉ có cua thịt thôi. Giai đoạn này là chỉ có cua thịt và không có cua gạch. Vì vậy muốn ăn cua gạch thì giai đoạn nào ăn, tháng nào là ăn con cua gạch ngon nhất? Có con gạch nhỏ nè. Tức là có nhưng mà ít phải không? Như đây được khoảng bao nhiêu ký ta? Như đây mình ước lượng được bao nhiêu ký không? Mười mấy ký, 20 ký thôi hả? Một ngày mà có được 10 mấy ký, 20 ký cua thì mình được nhiêu tiền ta? Vậy là được mấy triệu đúng không? Mà ngày nào cũng được mấy triệu là mau giàu lắm luôn á. Đúng không anh? Đại ca? Đúng chưa? Hên xui hả? Thôi chúc anh chị hên nha. Chứ mùa này mà xui kỳ lắm á, mùa cua mà. Đây con gạch nè. Đây. Gạch này gạch nhỏ. Nó mềm hả? Không. Con này nó có gạch ở trong, nó đỏ nữa. Ok. Đỏ trong là gạch. Hai con này con này đang cua như là cái yếm nó nhỏ, là như con gái. Con gái, còn này là đàn bà. Đàn bà. Rồi bà ngoại đâu? Bà ngoại đâu? Này, này, con này bà ngoại là bị mấy người ăn hết trơn rồi. Gạch bự này nó có trứng, nó để nó ôm con nó ôm trứng rồi đó. Ừ. Con này là nó là như con gái. Con gái đúng không? Rồi bây giờ bà con ăn con gái hay bà ăn con ăn con gạch con gái hay là ăn con gạch đàn bà? Trời ơi, lần đầu tiên em nghe chị luôn đó. Ý em nói cá này là giờ mình làm gì? Cá bữa có phi để dành cho móc cặp rồi. Móc cặp cho cua ăn hả? Không ăn cho cua ăn.